quý vị, thưa các bạn, xuân về, đây là lúc mọi người lắng lại cùng thời gian để cảm nhận về hiện tại và quá khứ. Với mỗi người dân thành Nam, sông Đào và bến sông xưa vẫn mãi là kỷ niệm đẹp bởi nơi ấy hội tụ dòng lịch sử văn hóa truyền thống và khơi nguồn cho sự phát triển hôm nay. Chúng ta cùng hòa mình cảm nhận sắc xuân xưa và nay qua phóng sự. Rồi tiếng nghe còi chiều trưa vang rồi tiếng còi đường xưa bên vị non côi nượp người quê tôi đẹp lắm mình ơi quê tôi đẹp lắm mình ơi dừng chân đứng xuân về trên quê hương Nam Định, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa khu vực châu thổ sông Hồng. Dòng văn hóa ấy được khơi nguồn và hội tụ bởi các hoạt động giao thương, phát triển kinh tế xã hội ở khu vực ven sông Đào, nơi nối tiếp giữa sông Hồng và sông Đáy. Con sông hiền hòa và nên thơ đã để lại nhiều kỷ niệm trong miền ký ức của các thế hệ, bởi sức lực trí tuệ của người xưa đã tạo nên dòng sông để trị thủy, phòng chống thiên tai, giặc giã, tạo ra mối giao thương đường thủy quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành Nam xưa. Và một điều ít ai biết đến, sông Đào còn được tạo nên bởi mạch nguồn của sông Vị Hoàng. Con sông đã gắn liền với nhiều kỷ niệm, với mảnh đất và con người thành Nam.